Kính thưa quý vị, ba người bị thiệt mạng khi lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Afghanistan bị tấn công. Tin từ Herat, ít nhất ba người đã bị thiệt mạng khi phiến quân tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Herat ở miền Tây Afghanistan vào ngày hôm nay. Vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương, phiến quân đã kích nổ một quả bom được gắn trên một chiếc xe tải đậu bên ngoài cổng phía trước lãnh sự quán và đã giao chiến với lực lượng an ninh. Cuộc tấn công táo bạo ở Herat mà Taliban đã nhận trách nhiệm một lần nữa nhấn mạnh một tình hình an ninh đáng lo ngại khi mà Afghanistan chuẩn bị để tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia sau 12 năm chiến tranh và chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống quan trọng vào năm tới. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Kabul cho biết tất cả các nhân viên Hoa Kỳ trong lãnh sự quán ở Herat đều được an toàn. Cảnh sát trưởng tỉnh Herat, ông Khamatullah Safi cho biết một sĩ quan cảnh sát và một người thông dịch đã bị thiệt mạng và hai nhân viên Afghanistan làm việc tại lãnh sự quán đã bị thương. Chỉ huy của lực lượng quân đội ở tỉnh Herat, tướng Ta Mohammad cho biết sau khi cho nổ bom trên chiếc xe tải, một số phiến quân đã xâm nhập vào khu vực lãnh sự quán. Tuy nhiên sau đó, một phát ngôn viên của bệnh viện chính ở Herat, ông Abdullah Ahmadi, cho biết ba người, trong đó có hai cảnh sát và một nhân viên bảo vệ đã bị giết chết và 17 người khác bị thương. Ông Safi cho biết đã có một số người Afghanistan và Hoa Kỳ bị mắc kẹt bên trong lãnh sự quán, trong khi cuộc tấn công diễn ra bên ngoài. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết một chiếc xe tải chở những kẻ tấn công đến trước cổng lãnh sự quán và phiến quân đã bắt đầu tấn công các lính gác Afghanistan và các nhân viên an ninh khác. Sau đó, chiếc xe tải đã phát nổ. Trong một tuyên bố gửi qua email cho các phóng viên, phát ngôn viên Taliban, ông Qari Ahmadi cho biết mục tiêu của phiến quân là làm cho người Hoa Kỳ thấy rằng họ không an toàn ở bất cứ nơi nào trên đất nước này.